Alo, có việc gì không? Thì tao hỏi là từng tháng qua tao gửi về Facebook mày mày làm được chưa? Hôm qua tôi làm được rồi. Đấy mà tao nhắn tin hỏi mày mày không rep được hẳn một câu. Buồn ngủ quá, hôm qua tao nạp xong tao ngủ luôn mà. Cả nồi làm tao sốt hết cả ruột. Nạp Mà rồi hôm thôi thì nay cần sao gì mày xem ngủ nữa. rồi mày ngủ thế? Em Hôm ngủ nay thế nhỉ? ngủ đấy ngu ngơ ngơ. Kệ tao. Có việc gì không? Tôi nạp rồi nhá. Tao nghĩ mày nên đi thay đồ đi. Kệ, tao mặc này đẹp mà. Thế mà đẹp. À mà hôm qua tiền kim cương mày cho tao vay tao quay được ra khẩu An N94 rồi. Hôm qua anh em mình hẹn nhau là có kèo solo An N94 nhỉ? Hôm qua tao hẹn mày thật. À, nay mày cầm luôn à? Được à, nhìn đẹp Ừ, phết. nay tao cầm luôn mà. Tăng hai tốt đoán nhìn được phết đấy. Hai tao lộ luôn tầm xa chỉ một băng đạn. Tao vừa mới mở cái shop huyền bí này, ra được 41%, mẹ cay vậy. Ui dồi, mày đen đấy, tao mở ra 90% Tao này. mở ra phát bốn phần Con trăm dương thế của là thắng thế là tức quá với tao ngủ mỡ luôn chứ không không chơi nữa, cay vậy. hay là anh em mình làm kèo năm lớp để tao có tiền tao mua full hết cả sông huyền bí nhỉ? Mày khôn thế. Có gì mà Nếu mà tao thua là sao? mày thua rồi, tao mất mày kèo năm lớp mày cũng đi mua hết sông huyền bí. Tao thua là mày mất tao đúng không? Nhớ nhá. Nhớ, mồm tao là mồm thần, tao không bao giờ nói điều. Tao mà thua là mày mất tao đúng không? Ừ. Mày chắc chưa? Chắc 1 tỷ%. Tao thua là mày cũng mất đấy. Ừ. Ơ? Thế tao thắng là mày cũng mất đấy. Thì mày thắng là tao thua còn gì nữa là mày mất chứ. Cái gì đấy? Tao thắng là mày mất tiền, còn tao thua là mày cũng mất tiền Thì luôn. tao bảo tao thua là mày mất mất tiền với tao và sao mày bảo ừ. Ơ kìa. Phát tổng phát. Tóm lại là thế này, mày lên trên quá. Tóm lại là thế này, nếu mà tao thắng thì mày mất tiền, nếu mà tao thua thì mày cũng mất tiền. Cái gì cơ? Mày Tao nói gì? thắng thì mày mất 5 lốp, còn mày thua thì tao cũng mất 5 lốp. Thôi tóm lại là bên nào thắng bên đấy có tiền, ok nhá. Thôi rồi, Ok, phòng đi. tao phòng. Yo. Alo, alo, Trẻ Châu ơi. Vào đi có chưa? Alo. Vô rồi. Sao mày để tên bớt gà kia? Vì tao thích. Một căn năm bảy. Tại tao bị ngu. Mày bị ngu thì Tao bị có ngu, thằng Thủy Phong bị ngu. Mày bị ngu thì có Chơi là chỉ tư luôn đúng Ok không? rồi. Ừ, ai nói chỉ tư luôn. Bên nào thắng là 5 lét à? Tất nhiên. Chắc chắc kèo nhá. Chắc kèo. Mày không biết trình kèo 94 của tao là thượng thừa. Tiền tươi nhá. Tiền tươi. Tiền tươi không? Tiền tươi chứ. Chúng Ok. ta đã bao giờ tiền hộ. Tao toàn tiền tươi. Ok, tiền Đâu tươi mày luôn. đâu? Để ra đây. Sợ chưa? Mày ngồi trên đấy phải chạy bo đấy mày. Sợ chưa này? Nhờ. Đúng là Sợ thằng bắt chưa? Trẻ Châu. Vẫn Trẻ Trâu không bắn được này đâu em ơi. Như vậy là một loét đã ra đi nhá. Tao thắng một round rồi, đồng nghĩa với việc là mày ra đi một loét đấy. Đố Nhưng có thể lật lại vào thằng ngáo này. mày lật đi. Đố luôn đi. Mày đố tao à? Tao đố mày đây. Mày Để không ra biết tao đây. là trùm của tao man nào 94 à? Đấy là việc của mày. Mày là chùm, tao cũng là chùm. Ok. Đâu mày ra Mày là đây. trùm ở cái... Mày là trùm ở nhà xí. Này Ô, thì cái chùm gì vô đấy? tâm này. Chùm vô tâm Ê, à? tên à? 2-0 rồi nhá. Trời Mày ơi. không để con chó bớt này. Ê à. Mày chơi núp thì ai chơi hả? Lúc đầu mày à? Bắn gà mày. Trên tỉa súng với tôi à? Ba lét Mày ăn nghe chơi đợi hả? tao tí. Nghe đợi tao tí. Tại mày tao lag thôi. Thằng gà. Gà đầu mày. Chơi PvP không? Mà bê á? Không. Mà Gà bê con quá. què. Trẻ trâu gà quá à. Chứ gì thắng 3-0 ấy đơn giản. Kèo ấy dễ quá. Mày chuẩn bị ăn cứt đi. Mày ăn cứt đi. Đâu mày ra đây. Đây đây. Đâu ra Nguy hiểm đây. nhé. Đâu. Nhát. Nhát chết Mày này. nhát thì có tao đang chạy này. Mày đang ở đâu? Đây là giữa trung tâm này, mày ra đây. Trung tâm à? Đúng. Em đi thôi. À đây thấy nhá. Mèo ổn mèo ơi.
Làm mày sao đâu ra? Tao sợ mày quá. Bớt ơi. Mày ra đây, mày ra đây. Mày cứ nhảy như con long quang. Ôi, bớt ơi. Ui sợ ơi, chưa? Mày hát cả. Sợ chưa? Sợ chưa? Làm mày sao đâu ra? Tao sợ đấy. Đừng có mà nhảy như con long quang. À! Mẹ không đặt bóng keo không ra kìa, đặt bóng keo không ra kìa, không tí nữa chết à. Đấy ra mình chơi đồ đấy. Rồi. Ai chơi bóng mà kìa. Mẹ chơi bẩn vậy. Mày chơi gì đây? Kìa. Tao là đệ hắn chơi bẩn. Mày thích đệ thấy bẩn không? Con lợn này chơi bom đúng không? Trời đất bom này, mẹ mày chơi bẩn à. Mẹ ơi làm như thế bớt ơi. Mày chơi đất bom không? Mẹ con chó này. Chó lợn này dám chơi đất bom à? Mất dạy. Nào cho đâu ra? Chơi tầm gần không? AL9 chơi tầm gần không? Không. Nào. Mày ló ra. Còn lợn này. Mày chơi đất bom gì đây? À! Gà. Ngu. Đắp bom chơi bẩn này à, thích chơi bẩn không? Tuổi gì chơi bẩn? Em này. Gà. Gà quá à. Trận cuối nhá, 4 lét ra đi rồi nhá. Trận này trận okay. Quyết định này. Quyết định okay. Là con ra đi gọi là 5 lét không. Bây giờ AL94 tầm gần nhá. Tầm gần á? Tầm gần. Ok ok, chơi tầm gần được. Nào về ra tầm gần hạng bắn nhau, ra tầm gần hạng bắn nhau. Đâu rồi, okay, mày đâu? Okay. Ở đây. Ra tầm gần xong rồi. Ra tầm gần rồi đá bóng keo. Đá bóng keo trước mặt rồi mới bắn nhá. Ừ, đá bóng keo trước mặt rồi mới bắn. Rồi chơi chưa? Nào, ok, được chưa? Ừ. Vô. Bắt đầu. Cái mày làm cái gì đây? Bắn bóng gì đâu? Bắn đá 94 mà con lợn này ơi kìa. Mẹ mày. Đấy là AL94 phiên bản mới hả? AL94 mày thích chơi bẩn không? Bẩn đi mua bẩn. Con lợn này. Xe vào đây nhá. Đấy là AL94 phiên bản mới mà không cập nhật thông tin của mày chơi bẩn nó vừa thôi. Bẩn đi mà bẩn. Bảo AL94 tầm gần mà sao mình vác MP ra con lợn này. Đấy là AL94 phiên bản mới mà không cập nhật thông tin của gà rán à. Mày đi mà cập nhật ở vũ trụ về đi. Lợn này. Tin tức ở vũ trụ đây. Gà rán ở vũ trụ mạnh hơn hẳn gà rán ở Việt Nam. Thế mày lên vũ trụ mà chơi. Nhưng mà tao thích chở xe vào Việt Nam. À nhầm, tao thích chở xe vào thế giới. Bởi vì ở đây nó có mấy con gà như mày, tao solo. Ông im mỡ mồm đi, ông ngu, ông còn là tinh tướng. Xe vừa thế giới, xe vừa Việt Nam gì. Tiền. 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 Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc cứ lôi ra. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có như không. Nào bây giờ thế nào? Đi đợi đi ta đếm tiền, đợi đi ta đếm tiền. Nhanh lên đếm tiền. Alo, nè, alo. Nè, nó không trả thì tao, nó không trả đấy. Này, rõ ràng là mày bảo đầu game chưa trả tiền tươi mà kìa, bây giờ mày kêu không trả như nào? Ơ kìa trả đi. Mày chứ bẩn nè. Út, tao bắt đề. Út. Thank you.